rồi, con á nhất định là phải lấy vợ sinh con cho má. Con là độc đinh của 4 đời nhà Nguyễn này, con hiểu không? Con hiểu, nhưng mà bây giờ có cái cách nào á mà là con không cưới vợ mà con có con được không má? Cái gì kỳ vậy? Không có vợ mà có con, bộ muốn lấy con gái người ta rồi bỏ hả? Đạo đức gì kỳ vậy? Con không phải như vậy, nhưng nhà này không có đạo đức đó. Con biết, con phải lấy vợ đàng hoàng, có con cho má. Bây giờ con chưa muốn lấy vợ mà thật sự là như vậy mà má. Không muốn là không được. Bây giờ má cho con chọn, một là má sống, có vợ, sinh con, hai là má chết cho con giữa đâu. Má. Má. Sao lại như vậy chứ? Thấp. Anh. Giờ phải làm sao? Thấp. Sao? Lấy vợ đi. Nghĩ sao lấy vợ luôn? Trời. Nghĩ sao vậy? Nói chuyện nhanh, nói chuyện nhanh. Không nói vậy thôi. Anh nói thẳng với cô là anh ấy đi. Ê, trời ơi. Em biết không, anh mà nói với má là anh bị ấy, trời ơi, anh bị giết chết á. Chứ giờ sao? Trời, nó biết sao á, bây giờ biết sao? Anh không biết sao, em biết sao? Ủa má? Cô đi chợ về á, sao không vô nấu nướng gì đi? Ngồi đây còn 8 chuyện nữa. Thì con nói chuyện với anh chút xíu rồi con vô con làm. Cô thấy công việc nhà ngày nào con cũng làm quần quật hết trơn á, con làm từ sáng sớm chứ bộ. Cô thấy ai siêng năng mà 4 giờ sáng dậy tưới cây cho cô không? Đúng rồi, cô siêng lắm chứ gì. Cô tưới giỏi lắm, cái đám cây của tụi nó tiêu hết trơn rồi. Nó tiêu là tại vì nó bệnh sẵn nó mới chết, chứ mà tại con tưới nó mới chết đâu cô. Con nói thiệt với cô nha, bây giờ nha, cô con đi tìm thử ngoài có một người nào làm việc như con không? Rồi bây giờ cô đi làm việc, cô đi nấu ăn đi. Còn không mà cô bị trừ lương nha. Nếu mà cô nói trừ lương thì con đi làm thôi. Má, bây giờ con sẽ nghe theo lời của má. Con sẽ dắt bạn gái về, giới thiệu ra mắt má. Thiệt đó bày. Nghĩ sao em là bạn gái của anh rồi sao trời? Anh thấy đơn giản mà, cái đó anh nghĩ giống như là đi đóng kịch đóng phim thôi mà. Anh khủng, em làm gì có khiếu đóng kịch đóng phim đâu mà anh kêu em đóng. Không được đó anh ơi, trời ơi, làm vậy như là giống như đi lừa gạt người lớn vậy đó. Tự nhiên em đang là ô xin, tự nhiên lên làm bạn gái của anh, trời ai tin? Tin chứ. Tin cái gì, lỡ ba cô mà biết chuyện này đổ vỡ ra, ba đuổi việc em rồi tiền đâu mà sống. Bây giờ em lo cái vụ tiền nông đúng không? Sao không lo, chứ giờ đi làm kiếm tiền là chủ yếu mà. Em khỏi lo, bây giờ là giúp cho anh một chuyện này thôi. Là nói chung là tiền lương không? Má của anh đưa 1, anh đưa cho em gấp 2. Không nha. Sao không? Em không làm. Anh đừng có năn nỉ em cũng không làm đâu. Chị ít đúng không? Bây giờ là gấp 3. Em nó không có làm. Tại sao không làm được? Em thấy cái chuyện này nó chưa có hợp lý lắm. Nó chưa có đủ tâm lý của em để mà em giả làm bạn gái của anh. Bây giờ bé này nó đưa ít quá nó không chịu hay sao? Bây giờ là anh chơi luôn nè. Anh chơi cấp 4. Em nói thẳng một lần cuối cùng nha, em là ô sin từng trải, người ta ghét em rất là nhiều rồi, nên cái chuyện đó em làm cái 1. Em làm một cái 1, như vậy kết luận là em làm cái việc này cho anh với mức lương giá gấp 5. Trời luôn. Cái gì mà sáng giờ không thấy nó đâu hết trời á, thấm đâu hết trời. Đồ ăn cũng chưa xong, biết nó đi đâu, con nhỏ này. Há thằng này cho nó nghỉ luôn cho rồi. Nó mà là con dâu mình chắc nó làm mình tức chết. Mà thấy thằng Phi dẫn con bạn gái tới nhà. Cuối cùng nó cũng chịu có bạn gái, chịu lấy vợ rồi. Không quá trời. Má ơi, con về rồi nè. Dạ. Đâu? Cho coi cái coi. Dạ thưa má, ngày hôm nay thì con về đây, con dắt thêm một người con gái, đó chính là bạn gái của con. Ngày hôm nay xin trân trọng ra mắt. Dạ. Chào Chào cô. Tôi... Dạ. Gì má? Thắm. Dạ con đây. Cô ơi, trước tiên là con có một rổ trái cây con tặng cho cô. Cô biết không, ý định của con ra chợ là mua bông vạn thọ tặng cho cô, vì con mong muốn rằng cô sẽ sống với tụi con đến 100 tuổi. Nhưng bông vạn thọ đã hết rồi, con đành mua bông cúc cho cô vậy. Nếu cô không thích thì cô có thể đem cúng cô nhé. Cô ơi, cô biết không, con đến đây vì con muốn cô làm quen với con ở một vai trò mới là con dâu của cô. Dạ. Không phải thật chứ con. Dạ, thưa má, đây là sự thật hả má? Sự thật đó. Má, sao vậy má? Má không đồng ý hả má? Không được con ơi. Sao không được vậy má? Má nói không được là không được. Tại sao lại không được? Không được, con nghe lời má đi. Cô, tại sao con lại không được chứ cô? Con biết rồi, cô phân biệt đối xử con là ô xin chứ gì. Ô xin cũng là con người mà cô. Ô xin cũng được quyền yêu thương. Ô xin cũng được yêu mà cô. Cô không có hợp với thằng Phái. Sao lại không hợp chứ cô? Cô ơi, cô có biết không? Con trai của cô cần cưới vợ, cần sinh con đúng không? Con được giấy chứng nhận của bác sĩ là con thần kinh ổn định và con có thể sinh sản được rất nhiều con. Hơn nữa, vì con làm ô xin trong nhà mình cũng một thời gian rồi, nên con biết được tính cách của mọi người như thế nào, nên con nghĩ là con sẽ không bỡ ngỡ khi về làm dâu nhà cô đâu. Với lại, con thấy là trên thế gian này con chính là người phù hợp nhất để làm con dâu của cô, là vợ của anh Phi và đặc biệt là làm mẹ của các con của anh ấy, thưa cô. Chấm hết. Ui, mà dài dữ vậy. Ôi cô. Thiệt hả Phi cô? Dạ, tính toan. Cô ơi, đến giờ nấu cơm rồi. Cô và anh chờ con một chút, con sẽ nấu cho gia đình mình bữa thật ngon cô nhé. Má Phi ơi, má nói nó không có được là không có được con ơi. Tại sao lại không được? Má phải cho biết lý do chứ, con thấy Thắm là hợp với con nhất á. Không thể hợp được nó. Trời đất ơi, thiệt tình á. Thớt gì mà dởm ghê á. Dở thớt hoài à, một tuần dở hết 5 cái thớt là làm sao? Thiệt sự là mốt tôi về tôi làm dâu nhà này tôi thay đồ hết. Đó, con đó. Thấy được dạ. Đó, nó đặt gần hết đồ trong bếp nhà má. Rồi bây giờ nó đòi thay đồ ở nhà nữa. Không được, má nói không được là không được. Tại sao lại không được? Con thấy được mà, con thấy dạ. Má nói con rồi hả? Dạ. Con lấy ai cũng được trừ con Thắm. Má nói thiệt đúng không? Ừ. Má nói là má không được đút lời nghe ha. Đúng vậy con... Ai cũng được trừ con Thắm ra. Dạ, con tin má. Con vui quá. Anh ơi, thành công rồi. Mở cửa và bước chân vào đây. Ơi. Ủa? Má đồng ý cho hai tụi mình rồi đó. Em mừng quá. Má, đây mới đúng là người yêu của con nè. Dạ con chào bác. Hạnh phúc quá. Gia đình hạnh phúc ha. Cảm ơn em. Má sao vậy bác? Má ơi, má có sao không bác? Cô xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Đây là một game show mà chúng tôi đã mua format từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản, là một trong những game show có tuổi đời lâu nhất tại Nhật Bản với 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm hả? Hãy cùng làm quen với những nhân vật đặc biệt trong chương trình. Đầu tiên đó chính là người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương sẽ giúp đọc những câu hỏi xuyên suốt chương trình, đó chính là nữ thư ký Emma. Xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh ạ. Và hôm nay em sẽ là trợ lý cho anh MC Quang Bảo. Ở bên đây sẽ là 4 vị khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của Đại chiến Tứ Sắc. mình là Nam Thư. Đố các bạn, con trai và đàn ông khác nhau ở điểm nào? Con trai thì nó ở dưới nước, còn đàn ông đâu ở dưới nước. Xin chúc mừng Thiên Dương với câu hỏi đầu tiên. Ủa sao nãy nó trống trên bờ? Đó là ông O. O. Lỗi là do con trai của mình thôi anh à. Anh Thiên Vương, như vậy là ô số thứ 13 đã thuộc về anh. Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Hãy cho biết con cào cào có mấy cái chân? Con cào cào có 40 chân. 40 chân. 40 chân. Ngày xưa sao đậu được môn sinh học của cấp 2 vậy? Em nhớ thầy dạy cấp 2 môn sinh học của em là thầy Sinh, trường Nguyễn Trãi, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ủa mà rồi sao chị? Dạ thầy cho em qua. Địa chỉ nhà thầy ở đường Mặt. Tố Thúy Kiều và Tố Thúy Dân là hai chị em. Cái gì của chồng mà các cô vợ muốn lấy nhất? Đó là một từ. Tiền phải không em? Tại sao phải mần nhục tôi trên sóng truyền hình như vậy? Dễ dàng. Trong bài hát Con Cò Bé Bé, từ con xuất hiện mấy lần? Anh có con ở nhà và cha biết Kiều là nghe cái bài đó thường xuyên, nhưng mà cha nhớ cái lời vì cái đó quá khó chịu để nghe. Bao nhiêu? Một. Chắc chắn đúng không? Vì tự nhiên nhớ. Cảm ơn. Cờ tới tay rồi anh. Chọn ô đi anh. Thì 15 đi, 15 đi hả? 15. 15. Đó. Có câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Vậy Sông Lam có chảy qua Nghệ An hay không? À, có à. Số 10 đi. Số 10.